cao quá. Hey. Tiến ơi, em treo tường qua với anh đấy. Khi nào, ai đưa lưng cho mình xuống ta? Mặt bự, ốc quăng. Phiên, sao mà nửa đêm? Phiên đứng trước phòng mình chứ hè. Đúng rồi, Phiên ngủ đứng trước cửa sổ, hát cho mình nghe, như là Romeo và Juliet. Ghét Phiên ghê, tự dưng lặng mà dễ sợ. Đúng ý mình, mình thích dễ sợ luôn đấy. Nhưng sao gặp mình, Phiên không mừng rỡ, chạy lại ôm hôn mình. Chắc là Phiên ngại, nhưng mà mình có ngại mơ. Hay là... Cảm ơn anh nha. Việc cái gì vậy? Vì anh đã bảo vệ em. Anh phải bảo vệ người yêu, không chỉ một lần, mà là mãi mãi, suốt cuộc đời của hai đứa mình. Em có cảm động chưa? Muốn nghe nữa không? Vậy là em đã chấp nhận tình yêu của anh. Chuyện này phải để con trai chủ động, có biết chứ nhỏ. Gì mà cô ba ngồi khóc bù lu bù loa vậy? Kinh Long ơi, ngộ. Sao? Giám phụ, giám phụ. Lại, ở đâu hả? Ở trong đi, ở trong đi. Sao không vô? Mô có chìa khóa ấy. Ô treo tường. Trời. Mở cửa cho ô bắt tại trận giám phụ, giám phụ. Bố rồi, con tham mô bố rồi. Trời ơi, con tham mô biết chuyện với tao. Gì vậy? Lần ní là mấy hình của mày ngại đi. Gì vậy? Ô kiếm gì vậy? Mô rồi, mô rồi.
Con nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Mi dậu, anh Phin, bố rồi. Phin nào, tôi ngủ tối giờ có thấy Phin nào đâu. Cô ba, cô la rần rần vậy mẹ thức bây giờ. Tao làm rắn. Tôi mà chưa tìm được giáng phụ giám phụ là tôi nợ về, tôi nợ đi về. Có chuyện gì mà ông sầm lên vậy? Anh ơi, mộ Nam Mô giận trai giận đàn ông về tòa té tủ tỉ. Trời ơi, tôi không có. Ok, nói quan cho tôi. Tao nhìn thấy mấy vậy anh Phin, người trong người ngoài xanh nèo với nhau rửa mà hằng chổi. Giám phụ, giám phụ. Nửa đêm nửa hôm, cô tưởng tượng chuyện gì lạ vậy? Cậu Phin thế làm sao mà vô đây hú hí Nam Âu được? Răng mà không được, chính mắt em thấy đi, rửa mà chổi được. Mi quả là gan trời. Mi biết rằng là ta và anh Phin hiểu nhau. Mi nợ lòng nào, mi cướp người yêu của tao. Tao sẽ lấy cái kìm. Tao bẻ răng mi, ấy, răng đi, không còn cái răng nào hết. Mi có mi nhận tội không? Cô có tìm thấy cậu Phin trong phòng Nam Âu không? Mà đổ thừa cho người ta. Gì vậy cô ba? Mùi. Mùi của Phin. Mùi gì? Chắc chắn dấu xác ở đây thôi. Làm răng, mi không học cái tánh đầm ấm dịu dàng của tao, mà đi học cái nết giật chồng của con ta. Trời ơi, o ơi là o, đây là lông của con mèo. Mấy bữa rày nó thay lông quá trời rụng nè. Tôi hốt, tôi để thùng rác kìa. O không tin á, o lại mở thùng rác ra coi. Rửa là lông con mèo thì. Cô không có bằng chứng thì đi về phòng ngủ đi. Mà đã nói tôi á là cấm cửa, nhốt cô trong phòng rồi. Cô có muốn tôi mắc mạ tôi trốn nhà đi đêm không? Rửa thì em về. Làm gì? Làm gì mà la lớn rửa? Tôi đi về phòng. Tôi tuyệt thực cho mấy người hốt xác tôi, cho mấy người vừa lòng. Thôi, lo dọn dẹp phòng rồi đi ngủ đi. Dạ cậu hai. Ngồi im. Gì? Con đã nhìn thẳng vào mắt của Vũ, thấy trong đó một sự long lanh lóng lánh của một ngọn khói của tình yêu. Trong đó vẫn có một hình bóng, một người đàn ông, mắt bự, tóc quăn, râu quai nón, bụng phệ. Đó là ông Phin. Trời ơi, mắc cỡ quá. Trời ơi, mắc cỡ quá. Chút xíu là bị bắt quả ta. Chài khỏe thiệt anh Biếu ha. Công nhận dạo này anh Biếu nổi tiếng ghê nha. Đi tới đâu ai cũng biết hết trơn á. Mấy bữa nay á, ra đường ai cũng chào mình là mình gật đầu chào lại mà không nhớ được là ai hết. Hình ảnh của anh bây giờ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Có những người hâm mộ anh nhận ra anh là điều dễ hiểu thôi. Anh cứ vui vẻ tự tin mà chào lại nè, nhớ giữ gìn hình ảnh nha. Công nhận truyền thông bây giờ lợi hại thiệt. Lần này anh phải thưởng lớn cho em và tơ rồi. Bắt quả tang rồi. Hết luôn à? Bắt quả tang tại trận rồi nghe. Đứng ra coi. Đi đâu? Bà đi đâu? Ở đâu ra vậy trời? Trốn thoát khỏi tay tôi nghe chưa? Làm gì vậy? Buông ra. Kia chưa đâu ra? Thả ra. Không buông, không buông có chết tôi cũng không có buông. Ôm nè. Ôi cha. Đồ vũ phu, đồ vũ phu. Ôi cha, tôi có làm gì mà bà quách tôi dữ vậy? Mỗi lần bà kiếm chuyện với tôi là điều mang nhục. Mà sao bà lì lợm mà kiếm chuyện qua vậy? Lì cái gì mà lì? Ai bị mấy người?
mấy người bỏ nhà đi. Tôi nhớ mấy người cho nên tôi kiếm mấy người về với tôi chứ sao. Anh Bill, em xin lỗi anh, em giải quyết việc nhà một chút. Anh chạy trước đi, lát anh em mình gặp. Em cứ giải quyết đi, anh đi trước. Tôi nói cho bà nghe nè, bà vi phạm hợp đồng nên tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bà kiếm tôi làm cái gì? Bà nói cái gì? Trời đất ơi, tôi vi phạm hợp đồng mà nào? Bà vi phạm giao điều khoản nói xấu ông xin. Trời đất ơi, tôi sợ bà muốn chết. Lấy gì tôi đi nói xấu bà? Bà không nói xấu tôi, nhưng mà con nhỏ bán nước ở ngoài đầu hẻm mà nó nói xấu tôi. Trời ơi, tôi không có làm nữa. Trời, tôi nói ơi, là tôi không có làm nữa. Trời ơi, quan ức quá mà. Trời ơi, có xuống mà coi nè. Trời ơi, nó có cái miệng của nó, nó muốn nói gì nó nói. Chẳng lẽ bây giờ tôi bụm miệng nó lại, có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi làm việc cho nhà bà, tôi làm ưu xin cho nhà bà, mà sau lưng tôi có người nói xấu tôi là vi phạm hợp đồng, tôi không có làm nữa. Thôi mà, em đừng có đi mà. Nè, trời nè. Ơi, đừng có đi. Mấy người bỏ đi rồi lấy ô xin đâu ra làm cho tôi. Nè, tôi nói cho mà nghe nè, đó là chuyện của mấy người, không liên quan gì tới tôi. Tôi với bà bây giờ chấm dứt hợp đồng, đường ai nấy đi. Tôi không làm cho bà nữa. Bà còn làm phiền tôi hả? Tôi đánh bà đó. Thôi mà. Giang ra. Đó là chuyện của mấy người, tôi không quan tâm, tôi không làm nữa. Nè, trời ơi, đừng có đi mà. Trời ơi, mấy người là ô xin bạc tình, mấy người lô xin không có chung thủy. Trời ơi, đứng lại chưa? Trời ơi, ủa gì vậy trời? Mình đi kiếm nó, mình đòi tiền chay của nó mà ta, sao bây giờ tự nhiên mình tới đây cho nó chửi xăm, nó quýnh mình để mình khóc nghêu ngao vậy? Mệt ghê á. Nhưng mà mình cho nó dây, không có giấy tờ, không có bằng chứng gì hết, thì làm sao mình lấy tiền được? Trời ơi, chết rồi, không có bằng chứng, không có cái gì hết. Trời ơi, vậy là mấy chục triệu của tôi mất hết trơn rồi. Trời ơi, tôi khổ quá trời ơi. Thôi, chuyện riêng của em anh không quan tâm. Anh chỉ cần hai đứa tập trung để lo lắng cho thương hiệu Biếu Fashion của anh ngày càng phát triển là càng tốt. Tiền không quan tâm. Phải tập trung bảo vệ thương hiệu, rồi sau đó phát triển thương hiệu thì mới có kết quả. Tại sao vậy? Thương hiệu của anh bây giờ đang lớn mạnh, tại sao mình không phát triển cho nó mạnh lên mà còn tập trung bảo vệ thương hiệu như vậy làm gì? Thương hiệu của anh bây giờ gắn liền với sự nổi tiếng của con tơ. Nếu mà con tơ có vấn đề gì á, là coi như thương hiệu của anh cũng đi theo luôn. Ừ, anh biết rồi đó. Con tơ nổi tiếng là do công nghệ lăn xê và theo thủ thuật lăn xê của tụi em. Hình thức lăn xê này như là con dao hai lưỡi vậy, rất nhanh nổi tiếng, nhưng sớm nở, tối tàn. Hôm nay con tơ lạ lạ thì mọi người chú ý tới hắn, ngày mai có một con khác lạ hơn thì người ta lập tức lãng quên con tơ liền. Vậy thì theo em anh phải làm sao? Em đã nhìn thấy vấn đề này rồi, tất nhiên là có hướng giải quyết. Quan trọng là anh có muốn đi chung đường với tụi em không? Vậy thì nói cho anh nghe hướng giải quyết của em. Anh muốn nghe rõ ràng trước khi anh quyết định. Thứ nhất, anh cứ mặc kệ con tơ đi. Khi con tơ nó hết nổi tiếng, anh tìm một con khác nổi hơn rồi gắn thương hiệu của anh vô. Cứ tiếp tục như vậy. Hướng giải quyết này có một ưu điểm là nhanh gọn và ít tốn kém. Nghe thì tốt thật, nhưng anh nghĩ đó không phải là hướng giải quyết tối ưu. Bởi vì mất bao lâu mới có được một người nổi tiếng như cô tơ? Và nếu như có thì cũng chưa chắc người đó chịu cộng tác với anh theo kiểu như tơ đang hợp tác với anh. Trong tình trạng đó, cứ để thương hiệu của anh trồi lên sụp xuống. Hướng khác đi. Anh đúng là đại gia cáo già. Ngoài ra còn một hướng khác là như vậy nè. Nhưng mà không được, cái con này nó ngang ngược dữ lắm. Bây giờ mình vô mình đòi tiền nó thì nó chối, nó quýnh mình thê luôn luôn đó. Hay chà, bây giờ phải làm sao đây? Ủa, quên, em xin lỗi, anh là Tường. Hồi trước em học ở trường nào? Trường đời anh à. Nhân viên của anh học đại học chuyên ngành ra, nhưng mà cũng không có đứa nào ra được chiến lược như em. Định giấu nghề với anh phải không? Đại học á, học có mấy năm mà là ra trường rồi.
Trường đời á hả, em phải học suốt cả cuộc đời mình. Lý thuyết về cuộc đời này nó khác nhau nhiều lắm. Nói như vậy thì anh cũng không cần quan tâm em học trường nào, nhưng mà kế hoạch của em và tơ thì anh sẽ tài trợ hết mình. Hả? Cái con này là đối thủ của con tơ đây mà. Anh hứa rồi nha, thề nha. Okay. Anh nhớ đó. Anh hứa mà. Chào ông, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? Chào cô, mời cô ngồi. Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu với ông nữa. Đúng vậy, tôi muốn nghe lý do cô tìm tôi. Nhưng mà cô đừng lặp lại những điều mà tôi đã biết về tơ nhé. Tôi muốn ông đuổi cổ con Oshinta và buộc nó phải rời khỏi nhà ông một cách nhục nhã nhất. Bằng cách nào? Du quan cho con tơ ăn cắp, rồi sau đó thì sao? Nói con tơ ăn cắp hoặc là cặp bồ với anh, giật chồng của vợ anh. Lẽ ra cô phải tìm vợ của anh Biếu để xúi giục, chứ còn anh Biếu là đàn ông thì ai mà làm những trò hèn hạ như vậy. Cô đưa ra yêu cầu, nhưng còn điều kiện cô trao đổi với tôi là gì? Tôi biết là chút tiếng tăm của con tơ đã làm cho thương hiệu của anh đi lên, nhưng mà anh cũng biết được là cái thứ tiếng tăm đó cũng không được bao lâu. Cô cứ nói tiếp đi. Tôi biết ông là từng tìm ba tôi để nhờ ba tôi giúp ông đưa hàng vào hệ thống phân phối, mà ba tôi chưa nhận lời. Cô là con gái của ông Cẩn à? Bản thân tôi là một nhân viên tài chính giỏi, đang làm việc cho một công ty đa quốc gia. Nếu ông đồng ý với yêu cầu của tôi hứa sẽ làm cho thương hiệu của ông cực kỳ nổi tiếng trong vòng 6 tháng. Thôi, để em trả lời giùm anh cho anh đỡ ai nấy. Xin lỗi, cô có phải là anh Thơ không? Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hợp tác với cô. Hợp tác gì, chuyện gì? Trả thù con tơ và ý lạ. Là cái con, à không, là cái thằng mà hồi nãy trong quán cà phê nó chọc tức cô đó. Mua trái cây ăn đi. Kỳ cục ghê vậy đó. Cái gì? Sao hôm nay ông ăn mặc kỳ cục quá vậy? Sao kỳ? Bây giờ tôi giàu, con tôi đã làm ô xin nổi tiếng rồi, tôi phải ăn mặc khác người ta một chút chứ. Ông ăn mặc như vậy người ta nói ông chảnh chó. Gì chó? Bà nói ai chó? Thì hình con chó nè. Đẹp. Nói nhiều quá. Có nho Mỹ không? Dạ không. Nho Mỹ mắc lắm. Ê, bộ tôi không có tiền mua hay sao mà nó mắc này mắc nọ. Xin lỗi bà, bây giờ tôi mua hết cái sạp này cũng còn được á. Mua luôn cái sạp mẹ bên kia cũng còn được nữa. Có nho Mỹ không? Dạ không, thông cảm, ăn đỡ giùm chị khác đi. Chị lấy giùm tôi ký ổi đi. Thôi, dạ. thôi. Ba cái đồ rẻ tiền tôi không có ăn đâu. Giờ là ăn đồ ngoại không à. Ba cái đồ nội này không có ăn đâu. Trời này ơi. Cái gì vậy? Sao đi ngọt lắm á, mua đi. Chua quá. Trời ơi, sao đi ngọt mà chua vậy ông? Trời ơi. Thôi. Không mua. Kìa ông, sao lúc này ông tập uống rượu nữa vậy ông? Hồi trước tôi không có uống rượu là bị gì tôi sợ uống ba cái rượu dởm rồi mang bệnh. Bây giờ tôi có rượu tây đã, ngu dại gì không uống. Rượu nào uống nhiều mà không hại cho sức khỏe, uống vừa thôi, vừa đỡ tốn tiền á, vừa giữ gìn sức khỏe. Chứ, nói tới nói lui á,
là cũng tại vì bà sợ tốn tiền. Con tơ nó đi làm mấy ngàn đô một tháng, không lẽ nó không đủ tiền cho cha nó uống rượu tây hả? Mấy ngàn đô á thì nằm trong túi nó, chứ có nằm trong túi ông đâu. Hồi sáng đó nghe, tôi xin nó thêm có 100 đô, mà nó nói á, hết tiền đó ông. Thiệt không? Sao bà không nói tôi biết? Xê. Con này bữa nay uống mật gấu rồi ha. Tôi lên tiếng mà nó dám than hết tiền hả? Tôi thấy á, hình như là nó giấu đút tiền riêng đó ông. Mỗi lần mà tôi hỏi nó đó là nó lãng đi hà. Bây giờ như vậy, ngày mai á tôi lên chỗ nó làm, tôi nói với ông chủ nó tới tháng lãnh lương á chuyển hết tiền vô cho tôi với bà, không có chuyển khoản cho nó nữa, vậy là chắc ăn. Nhắm nó chịu không? Không chịu á nó cũng phải chịu, nó là con tôi mà, tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ tới lúc tôi phải hái trái. Con nhỏ này nó lì lắm á, nó không phải như con người ta đâu. Huống chi bây giờ nó lại có danh có tiếng nữa. Cái con này nó lì thiệt, nhưng mà nó có tánh hay thương người lắm. Bà cứ đóng vai một người mẹ hiền bị chồng ăn hiếp từ hồi xưa tới giờ. Lâu lâu bà lôi cái chuyện mà thằng Thiên Minh không có tiền đóng tiền học đó, bà ra bà khóc, bà năn nỉ nó. Bảo đảm với bà, có bao nhiêu tiền nó giấu nó đút hồi nào tới giờ, nó ói ra cho tôi với bà hết. Công nhận đó nha, chiêu của ông hiệu quả lắm. Hồi nào giờ hả, tôi dở chiêu này ra là nó đưa tiền liền hả. Nè, ngày mai đi ra chợ mua chén dĩa cao cấp, mua gốm sứ về cho tôi nghe. Thôi, để quẩn quẩn đi, tôi kêu ông Tơ nó đi mua để mình đỡ tốn tiền. Phải chi mà thằng Kinh Long nó có tình ý với con Tơ đó, tôi với bà kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ. Nè nè, mấy bữa nay tôi theo đình con Tơ, hồi sáng này tôi thấy cậu Kinh Long nó chở con Tơ đi làm. Hả? Hai đứa nó có vẻ thân mật lắm ông ơi. Hình như tụi nó thương nhau rồi đó ông. Bà nói thiệt không? Thiệt. Dính mắt tôi nhìn thấy cậu Kinh Long đó nha, nắm tay con Tơ, hoàng eo con Tơ, rồi chở nó đi làm. Đó. Vậy là tôi với bà tới nhà cậu Kinh Long nói chuyện được rồi. Anh. Ờ. Được không? Đâu. Wow, ngồi xuống. Ngồi luôn hả? Đẹp chưa? Đẹp, đẹp lắm luôn đó. Rồi. Rồi. Đẹp không? Lại nữa đi. Sao vậy? Sao vậy? Sao không chụp bộ em ngồi không đúng hả? Không, em ngồi đẹp lắm. Vậy chụp đi. Sao vậy? Sao kỳ vậy ta? Anh càng ngắm em thì anh càng thấy em vừa giống mẹ cố mà cũng giống mẹ nội của anh. Anh này, đã giống mẹ cố thì hiển nhiên phải giống mẹ nội rồi. Sai. Mẹ cố với mẹ nội là mẹ chồng nàng dâu, làm sao mà giống nhau được? Điều tất nhiên là em không thể giống hai người họ được. Ai biết đâu, thấy sao nói vậy à? Chụp nha. Đẹp chưa? Sao lạ quá ta? Bây giờ thì anh lại thấy em giống ba anh. Trời ơi,
nghĩ sao mà anh nói là em giống ba anh vậy? Ai biết đâu, có sao nó vậy à? Nè nha, nếu mà em giống ba anh á thì em với anh là anh em cùng cha đó, không có yêu nhau được đâu. Ai biết đâu, ba anh á đào hoa phong độ như vậy, có con gái rơi ngoài đường, chuyện không có gì lạ hết. Ủa, anh với em là anh em hả? Mà nếu như có chuyện đó xảy ra, chắc anh chết quá, chắc anh đi tù. Trời ơi, em mà sớm biết anh xàm xí vậy á, em không có yêu anh đâu. Như vậy mới xứng với em. Chú rể kinh long xàm xí, sánh duyên cùng thiên tơ ham tiền. Nghe hợp quá ha. Cái gì cũng nói được hết à. Vậy mà chưa trị được em nữa. Anh thì nói được thôi, còn em thì cái gì cũng làm được hết đó. Rồi bây giờ có chụp hình tiếp không? Em đi vô à. Chụp. Mẹ cố ngồi xuống đi. Được chưa? Rồi. 2, 3. Coi lại hình đi. Đây. Đó, cho em coi. Đẹp không? À, đẹp nè. Cái này đẹp nè đúng không? Đó, đẹp nữa nè. Ồ, cái mặt này y chang mẹ cố. Đây nữa nè. Hai đứa nó đã chính thức yêu nhau. Đừng đi luôn á, phải chạy đâu được nữa. Trời ơi, học chạy chúa tôi dạy gì cũng được vậy. Tôi lỡ gọi điện xin mẹ dạy cho tôi rồi. Chuyện chị dạy để khi khác. Tôi biết chị nấu chè rất là giỏi, nhưng mà tôi muốn làm cho mẹ vui. Thông cảm cho tôi nghe. Nhà bếp đi ngõ này nè. Nì, nghe nì. Bí chưa, mẹ chuẩn bị sẵn hễ cho con rồi, hiểu chưa? Dạ. Nì, 10 trái chuối xiêm chín này, nửa muỗng cà phê muối, nửa trái dừa nào vắt lấy nước cốt, hiểu chưa? 200g đường, 2 muỗng bột bảng ngâm sẵn, còn cái mí á, đậu phộng chín rán sẵn luôn, hiểu chưa? Rồi, con nhớ rồi. Bây giờ á, con làm đi, sắc chuối đi. Dạ. Đúng rồi. Rồi, sắc đi. Ôi chào. Không phải sắc như rửa. Mẹ chị cho hỉ. Nhìn nè, trước hết á, để chuối hỉ. Dạ. Con làm như gì? Cái đầu ní á là không được để. Dạ. Cắt hẳn đi. Sau đó sắc từng khoanh tròn hay là xẻo tùy con, nhưng mà miệng nào á cũng phải đều, hiểu chưa? Như rửa đó mới đẹp. Trước sau gì cũng vô bụng mà mẹ, cầu kỳ quá à. Phải như rửa. Con không biết không, người Huế á xem ẩm thực á như là một nghi lệ. Dù món ăn mà đơn giản rẻ tiền tới mố á cũng phải ngon nè, tính nè, khéo nè, có hiểu không? Không những rửa, chén đĩa phải tươm tất, màu sắc phải hài hòa thì á mới đem hưởng thụ cho người ăn. Trời ơi, con nghe mà lùng bùng cái lỗ tai luôn á. Con biết không, chính coi thức ăn á như một nghi lễ đời thường, người Huế đã xem ẩm thực á như một nhân cách. Dạ. Qua cái ăn á, con người á bộc lộ cách suy nghĩ này, cảm xúc này, đời thường. Như cái ăn á vốn là cái thấp của bản năng, đúng không? Cái đẹp á nâng lên làm cái đẹp. Người Huế á
muộn dày cho con cháu của mình á. Tỉnh nhân văn của người Việt. Dạ. Mẹ, chắc cả đời con cũng không học xong món chè chuối này quá. Không được. Nói như con á, lòng rắn mà làm dâu xứ Huế. Đâu có đâu, con đâu có tính làm dâu xứ Huế đâu. Thiệt không? Mẹ thì nói chơi thôi. Gắn mà mẹ thấy ó căng thẳng như rửa hè. Con đâu có căng thẳng gì đâu. Thôi chưa ở chơi ăn cơm luôn nghỉ. Để mẹ ra nội năm ô bắt nồi cơm, cứ nhìn như riêng mà sắc. Dạ. Ý, rồi dạ. Sắc đi. Đúng rồi, sắc đi. Bỏ cái đầu thừa đi, vô đây. Đúng rồi. Làm như rửa hỉ. Dạ. Nhà người ta giàu có sang trọng như vậy thì mình bước vô đây làm ô xin còn không đáng, chứ mong gì làm con dâu. Nhưng còn con muối, cho dù mình không có cơ hội làm vợ Bảo Tuấn thì cũng phải tìm cơ hội cho con muối nhận cha. Biết đâu có cha dạy dỗ thì cuộc đời của nó sau này sẽ khá hơn. Làm vợ thì mình không biết cách, nhưng làm mẹ thì chắc chắn là mình sẽ hy sinh vì con không thua bất kỳ một bà mẹ nào trên thế gian này. Cô cứ gửi văn bản qua mail cho tôi đi, rồi tôi xem xong tôi ký, xong tôi chuyển phát qua liền. Ừ, vậy nha. Ừ. Chào anh. Mời cô vào chơi. Ủa, cái này là sao vậy? Tôi qua đây nhờ mà anh dạy nấu chè chuối. Tôi đem anh ăn thử coi tay nghề tôi có được không. Sao cô không để tôi xuống bếp ăn luôn, mang lên đây làm chi cho cực vậy? Tôi nghe mà anh nói là anh làm việc suốt ngày, sợ anh đói, tôi đem chè chuối cho anh ăn trước nè. Đâu có phải ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đâu mà anh ngại. Nè, còn nóng, anh ăn đi không để nó nguội. À. Tôi mới tập nấu lần đầu đó nha, anh ăn thử coi có ngon không? Mình có nên nói chuyện con muối vào lúc này không? Có lẽ phải đợi đến lúc mình thân thiết hơn thì mới tìm cách dò hỏi ý tứ của anh được. À, cứ ăn tự nhiên đi bạn. Không, anh cứ ăn tự nhiên đi. Thank you.
chào chị. Bạn ơi, cho mình mượn cây đàn. Nè chị. Trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đó.